Nếu muốn kiếm miếng thì cố viết cho nó hay. Viết nhạc như cướp đồ giết gì tao bó tay. Học cách giết biết trước khi đồ giết người khác. Sai phong cổ lẩu là dấu hiệu của lười nhác. Mười bài như một tao nghĩ mày nên thôi rap. Âm nhạc Hải Phòng bị thằng ngu này bôi bác. Dù G-Fan có còn rap chất hay không thì mày vẫn sẽ bị tao đóng vào bao xác. Đến khi nào mày đi được flow khác, chú trọng vào nhạc và vào từng câu rap viết. Cho đến khi biết là mình cuồn thật thì mày mới biết là bản thân so whack. Vẫn cứ một câu bass cướp nhai lại. Hai năm trôi qua không biết là ai dạy cho chúng mày cách dậm chân tại chỗ. Thế mà tự nhận mình là thế hệ mới hài vãi. Thế hệ mới kiểu đéo gì tạo hóa keo kiệt với sáng tạo của tụi mày à. Xài cái flow 10 năm trước giờ bọn tao đâu ai dùng cái tai biết cả rap gì này cả. Bách ơi tốt nhất mày nên câm mồm. Rap mày như cức mà cứ ham sồn. Và sau đây là phát tên của mày là Bách nhưng thiếu Nguyễn Hoàng nên mọi lời nói đều xàm lộn. Sự thật này khoe quê hương mày, Hải Phòng đéo làm cho mày rap hay hơn. Bình lên núp sau mấy thằng em đang test cũng đã lâu rồi nhưng vẫn cay sơn. Cứ cho là mày nhà giàu sao không thử rút bó ngang của AC. Tiếp tục cay đi nha baby. Thông duy nhất mà mày có thể bắt đặt trong rap việc này chỉ có thể là MAC. Hoa cải cũng ghê đó nhưng trong rap thì chỉ là rẻ rách thôi. B Master với ốc chó thì cũng chỉ là khác nhau về cách nói. Cứ tưởng là Bách chiến là Bách thắng nhưng ra bài nhạc xong thì Bách nhục. Đồ ngu mày là minh chứng của hậu quả chất độc da cam đến bây giờ vẫn đang tìm cách khắc phục. Nói cho im này vì sao tim mày đéo đủ tuổi để G-Farm. Đốc ba là chỗ toàn mấy thằng gà gothic ở trong nhóm. Đúng thật là một điều phí phạm. Mày chỉ dám cắn khi AC đi lên tiếng trước. Nếu ghét từ lâu sao không chịu lên tiếng trước. Một điều hiển nhiên là chờ cơ hội đã từ lâu. Phải đợi có gì mới nhảy vào kiếm miếng được. Giờ vì tí fan ta có thể làm tất cả. Sâu xé đồng bào vì không có ai chất cả. Đúng sai kệ mẹ vì bọn tao thượng đẳng nhất. Ở trong rap game bọn tao là chất chất mà. Ra nhạc như cướp chắc là do đề kháng kém. Chửi to lên nào vì thằng bố mày đang xem. Nghe lời anh Huấn biết làm liều là uyên bác. Nhưng mà đời mà liều phải trong tầm kiểm soát. Đa dạng trên nhiều phương diện và cứ xem rap như là phương tiện. Đưa người nghe tao get high rồi mày muốn làm sao cơ. Khoe làm dân Hải Phòng tưởng làm tao sợ. Tao là Trái Cung Minh Hiếu đi đường quyền. Nếu còn vần cho mày nữa đâu. Xàm lộn.